chặt thua rồi. Thua rồi. Có quay đây, làm này hàng đây này. Người nhà nông ấy. Đấy, làm đấy. Nó nói những cái người lập nghiệp giỏi mà từ sinh viên là thất nghiệp về nuôi vịt rồi. Vào hang này đéo chơi được. Nó mua vịt chim. Vào hang này đéo chơi được. Alo, em nghe đây. Alo. Chơi nhanh nhưng mà hang này nó mua đều đấy. Bay tay vào đâu rồi? Đấy. Hai bác cháu đi cùng bác thôi rồi, biết thôi rồi. Này, kia vào đây này. Alo, em nghe đây. Dạ vâng. Đẹp trai. Ui, cái bác cứ lằng nhằng ngại ngùng gì không vấn đề gì đâu anh nhá. Nó đéo nó nói chút này nhỉ. Vâng. Mấy nói. Dạ. Sợ hết cái đồ. Này cái con đá chỗ này nó sập xuống như này đúng không? Dạ vâng. Vâng. Nó có về đi kìa. Cắt thì kia nó về cắt. Đấy có về tí sập xuống ở dưới có đó đấy. Vâng. Đúng từ xưa nó sập xuống đấy từ đời nào lâu ấy. Tự nó rơi thì nó phải gửi cho mình cả cái cốt cốt nguồn của cái website thì mình mới quản trị được cái suộc cốt. Vâng, cái suộc cốt nguồn cái chạy trên web chưa phải là cái nguồn mà là cái phải cái bọn lập trình như ví dụ của em làm ra thì em gửi cho bác thì đấy mới là cái nguồn đấy. Thì bác bảo nó gửi cho suộc cốt, bác bảo thế. Suộc cốt hoặc là gửi cho cái mã nguồn của cái website đấy, nói nôm na như thế, gửi mã nguồn của website. Đúng rồi, thì mã nguồn nó là cái mà